Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Tâm điểm chú ý là tân bí thư của thành phố sẽ có những quyết sách an dân ra sao? Người mới, người cũ gì lên, nếu mà lo cho dân được đầy đủ hoặc là cho biết được nguyện vọng của người dân cái gì thì cái người lãnh đạo bí thư đó giỏi, phải theo sát dân thì người đó mới là giỏi, còn không có theo sát dân là không thể nào giỏi được đó. Dưới mắt người dân thì để là một bí thư giỏi, cần phải thấu hiểu người dân đang cần gì, muốn gì. Bà cũng mong muốn là ông bí thư nào lên cũng là bảo vệ cho người dân, là rất mừng, rất mong muốn sự thật như vậy á. Người dân dường như không mấy quan tâm chuyện chỉnh đốn đảng, mà họ mong muốn những câu khẩu hiệu chính trị đang giăng mắt trên hè phố Sài Gòn không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tuyên truyền, mà cần thiết thực đi vào đời sống với cơm no áo ấm, tránh được dịch bệnh COVID đang hoành hành. Cũng mong cho bí thư lên, bởi vì giúp đỡ cho dân mình khỏi dịch bệnh đồ, khỏi ói là mong muốn quậy mừng lắm á. Mà mong muốn cho bí thư lên, mà không biết là bí thư nào lên gọi không bước, nhưng mà gọi thấy là ở Việt Nam mình đây đó, là vừa rồi đó là qua dịch bệnh đó, là rất là nhiều người mình nói là bí thư giỏi. 5 người 10 ý, có ý kiến là bí thư nào đáp ứng nhu cầu của người dân thì đó mới gọi là giỏi. Bởi vì theo sát thì con mới biết người ta có túng thiếu hay là có dư giả, con mới kịp thời giúp đỡ. Con không theo sát dân, con cứ ở tối ngày con ở trong phường không à, con đâu có đi, hay là con ở trong quận con không có đi đâu đó, thì sao lại không biết cái đời sống người dân như thế nào. Hiện tại thì người dân Sài Gòn chủ yếu biết về Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 qua các băng rôn, bảng quảng cáo ngoài trời. Ở Việt Nam, chuyện đại hội đảng thường được coi là nhạy cảm khi bàn luận.